là thí sinh Kim Yến mang số báo danh 15 dự thi bài hát chèo theo điệu Du Xuân, khúc hát dưới trăng thu. Hoàn thành xong phần thi của mình và mời ban giám khảo cho kết quả đánh giá cho thí sinh Kim Yến. 8, 8 và 8. Vâng, xin cảm ơn ban giám khảo. Tiếp theo là tiết mục dự thi bài hát chèo Gửi Nắng Ba Đình lời Mai Văn Lạng do thí sinh Hoàng Thanh Loan mang số báo danh 16 thể hiện. Những mùa thu đồng vàng dệt những ước mơ, mùa thu câu hát lời thơ thêm
Xong phần thi của mình, mời ban giám khảo cho kết quả đánh giá cho thí sinh Hoàng Thanh Loan. 8,5, 8,5 và 8,5. Vâng, xin cảm ơn ban giám khảo.